vác gỗ đi bán. Ven con suối lớn, hàng ngày người dân qua lại rất khó khăn. Này, cẩn thận đấy, thằng Ba Tèo nó đi ngay đằng sau, xảy ra là mất ngay với nó. Đúng đấy, dân chuyên trộm cắp trong chợ, ai hở ra cái gì là mất ngay. Bữa nay có ông mất thôi cả buồng dừa đấy. Nó nhỏ thôi, bà Tèo mẹ nó đang đứng kia kìa. Chào ôi, nhỏ to cái gì, chả quen quá rồi đi ấy chứ. Mà không chỉ có nó đâu nha, nghe nói đời cha đời ông cũng từng bị tống vào ngục vì tội trộm cắp rồi. Thôi, cứ tránh xa ra là tốt nhất, mà cũng phải rảo bước lên. Còn về cơm nước, tối đến nơi rồi. Mẹ ơi, con về rồi, để con chặt trái dừa cho mẹ uống nước. Bữa nay con mua được miếng thịt heo, con nấu cháo cho mẹ con mình ăn tối nhé. Bà, con ngồi xuống đây. Bấy lâu nay, con có nghe lời mẹ dặn không? Con nghe lời mẹ chứ, lâu nay con bỏ hẳn chuyện đó rồi. Con luôn nỗ lực làm lụng, kiếm củi, kiếm nấm trong rừng ra chợ bán. Dừa này, thịt này đều là con dùng tiền bán củi mua được mà mẹ. Mẹ đang nghĩ con lại ăn trộm đúng không? Mẹ nghe người ta nói. Vậy là mẹ không tin con. Con vẫn nhớ lời mẹ, mấy đời trộm cắp, làm việc thất đức, có bao giờ khá giả được đâu. Ngược lại hết họa này đến họa khác đổ xuống. Vì vậy con đã quyết từ bỏ thói xấu ấy lâu rồi. Ngoài kia con cũng nghe đủ những lời rèm pha, nhưng vẫn ráng tu thân, phục thiện. Vậy mà đến mẹ cũng nghĩ con như vậy. Con à, con đừng có vội nản lòng. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ mà con. Để thay đổi cái nhìn của người đời một phút một chốc á, thì không thể được đâu con à. Vâng, con hiểu. Cẩn thận đấy, đồ đạc tiền nông cất cả đi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Đừng nản lòng con à. Hôm nay mưa thế này, lũ về, chúng ta mắc kẹt cả rồi, phải đợi mấy ngày nước rút mới về được. Chết mất thôi, mùa mưa này cứ dăm bữa nửa tháng lại thế. Giá mà có một cây cầu qua sông nhỉ. Hay là, ba ơi, mày làm việc này đi. Mẹ ơi, nước lũ to quá, không ai về được. Con đang nghĩ, hay là con sẽ bắt một cây cầu qua suối. Làm được việc này, hẳn sẽ hữu ích cho nhiều người. Bắt được cầu qua con suối đó, thì đó là việc làm phúc đức mà muôn ngàn đời nhớ tới. Nhưng việc đó khó khăn lắm. Con suối này rộng mấy trăm sải đây con à. Trước đây cũng từng có người làm rồi nhưng lại bỏ. Con cũng biết điều đó, nhưng cứ nghĩ nhà mình mấy đời làm việc thất đức, con nhất định phải bắt được cây cầu này. Con sẽ làm mọi cách mẹ ạ. Thằng Ba dạo này lạ quá, bắt cầu qua suối cho dân làng cơ đấy. Dạo này cậu ấy khác lắm, xem ra cũng là người chăm chỉ đấy chứ. Cứ để xem cậu ta làm được gì đã. Lúc trước có người cũng làm đó thôi, nhưng có được đâu. Cậu ba, tỉnh lại đi. Cậu ấy bị kiệt sức rồi, thật tội. Chắc việc xây cầu này đành bỏ dở vậy thôi, chứ làng mình toàn phụ nữ và người già, thanh niên trai tráng thì đi buôn ba làm ăn xa cả rồi. Có chuyện gì xảy ra với chàng trai này vậy? Anh ấy mấy tháng nay lặn lội bắt cầu qua đây, kiệt sức nên bị ngất. Để tôi xem nào, tôi có mang theo thuốc đây. Hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì cậu. Thú thật với cậu, đời cha ông tôi tuy làm quan lớn nhưng không tu đức, lại ức hiếp dân chúng. Có lẽ vì thế đến đời tôi lấy vợ đã hơn 20 năm rồi mà chưa lấy một mụn con, đến giờ vẫn hiu quạnh. Cậu ba à, tôi cũng muốn làm điều gì đó phúc đức để chuộc lỗi làm xưa. Cậu cho tôi góp sức cùng bắt chiếc cầu với. Tôi sẽ huy động họ hàng đến làm,
chúng ta thay phiên nhau, để anh có thời gian đỡ đần chăm sóc mẹ mình nữa chứ. Nếu như anh có thiện ý như vậy thì còn gì bằng. Có chí hướng như vậy thì cái cầu này sẽ chống xong, dân chúng sẽ mau được qua lại, còn gì tốt hơn. Vậy chúng ta cùng quyết tâm nhé. Có cây cầu này đi lại sướng quá. Không biết ông bà nào tâm đức dày thế đã làm cho dân cây cầu này. Cầu trời phù hộ cho mọi sự tốt lành. Chàng ca sĩ Nghiệp Dư. Tiếng hát hay quá. Các anh chị mua kẹo cao su ăn cho thơm miệng nào. Để cho tôi một phong kẹo nào. Hay quá, hay quá. Chẳng thua gì ca sĩ chuyên nghiệp cả. Anh ơi, chụp cùng em một tấm hình. Anh ơi, cho em xin chữ ký với. Hôm nay có sao tới, không hát tiếp được đâu. Các cậu đi chỗ khác đi. Nhanh lên nào, không ca sĩ Đức Minh đi vào trong mất. Cậu có sao không? Tớ không sao đâu. Bộ loa hỏng mất rồi. Thế này thì còn làm ăn gì nữa. Thôi về nghỉ sớm đi, mai tính tiếp. Cướp, cướp. Ông trời ơi, tại sao người lại đối xử bất công với con như thế? Cơ làm sao mà cậu lại than trách trời như vậy? Ông ở đâu hiện ra vậy? Ta là Bụt. Ông Bụt ư? Chẳng phải chỉ có trong truyện cổ tích thôi sao? Ta có ở khắp nơi, khi nơi đó có ai cần đến ta. Vậy là cụ có thể cho con những điều ước phải không? Đúng, giờ cậu muốn gì? Con cũng đi hát như người ta, nhưng sao con bị xua đuổi đánh đập? Còn người ta thì được bao nhiêu người chào đón ngưỡng mộ. Con không muốn làm một ca sĩ vô danh nữa. Con muốn được một lần làm ca sĩ nổi tiếng biểu diễn trên sân khấu lớn. Được. Xem này, trang nhất của các báo hôm nay toàn đăng ảnh của anh cùng album mới ra thôi nhé. Chiều nay chúng ta sẽ có buổi họp báo, rồi đi gặp các nhà sản xuất. Buổi tối thì biểu diễn ở sân khấu An Hòa. Anh Quân, anh Quân, anh Quân, anh Quân, anh Quân, anh Quân. Một tháng sau. Quân ơi, xong chưa? Đi nhanh nào. Tôi ra ngay đây. Ước gì được ngủ một giấc đến chiều tối thì tốt. Một tháng nay toàn là chạy show thật mệt mỏi. Đây là lịch trình làm việc của tuần này, anh xem đi. Quân, anh có nghe tôi nói không? Ừ, tôi biết rồi. Trời, không được nghỉ một ngày nào ư? Anh xem có thể bớt một vài chỗ không quan trọng không? Chứ cả tháng nay chạy show rồi, tôi chẳng có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Không được, tôi đã nhận lời họ rồi. Với lại đây là thời kỳ huy hoàng, anh phải tận dụng mà quảng cáo tên tuổi chứ. Tôi sẽ sắp xếp cho anh nghỉ sau. Anh về nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ đón anh sớm. Quân, có phải Quân không? Trời ơi, Tú phải không? Lâu quá không gặp anh, nhìn anh khác quá. Còn tôi thì... Có gì đâu, vào nhà tôi nhé, chúng ta uống vài chén. Tôi sợ không tiện, hay ra ngoài quán nhé. Ừ. Vào đi. Giờ này anh vẫn còn ngủ được cơ à? Anh xem đi. Cái gì đây? À, cái này à, bạn bè cũ lâu không gặp nhau nên có hơi quá chén tí ấy mà. Quá chén? Chỉ cần một lần quá chén của anh là chúng ta gặp biết bao nhiêu là rắc rối. Anh có biết các nhà báo bao vây kín bên ngoài, phải khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi bọn họ để lên đây không hả? Anh đừng có quá đáng như vậy. Anh là gì mà có quyền nói tôi như vậy chứ? Tôi là quản lý của anh. Tôi có quyền quản lý tất cả các thứ thuộc về anh. Tôi sẽ nói chuyện sau với anh. Còn giờ anh hãy thay quần áo đi. Chúng ta có một cuộc họp báo. Anh nhớ thể hiện cho tốt vào. Vậy là từ giây phút này, anh không còn là quản lý của tôi nữa. Anh định đi đâu? Còn buổi họp báo thì sao đây?
Trời ơi! Sao ông trời cứ thích trêu đùa ta vậy? Đây chẳng phải là cuộc sống mà con từng mơ ước ư? Đúng vậy, nhưng làm người nổi tiếng thật mệt mỏi, chẳng có tự do, chẳng được là chính mình. Cuộc sống của mỗi người luôn có những điều người ta không vừa ý. Có người thiếu tiền bạc nhưng thừa sự tự do. Có người thèm khát một cuộc sống tự tại trong khi thừa thải vật chất. Vậy nên, mỗi người muốn sống vui vẻ nên cố gắng đạt được những điều tốt nhất trên cuộc đời của chính mình. Vâng, con hiểu rồi thưa cụ. Xin cho con trở lại cuộc đời của chính con. Lời hứa từ đại dương. Xem này Nina, đố em làm được thế này đấy. Bao giờ thì con mới nhảy cao được như anh đi? Nếu con thôi đừng phàn nàn nữa, mà chăm chỉ luyện tập đi thì chẳng mấy chốc con còn nhảy cao hơn anh đấy. Anh đi, quay lại ngay. Chà, cái gì to thế ba nhỉ? Tất cả lùi lại đi, hình như đó là một công trình rất quan trọng của con người. Chào ơi, hùng vĩ quá, con người giỏi thật đó. Ba bảo loài cá heo chúng ta rất thân thiện với con người mà. Nhiều lần ba và các chú còn cứu người nữa cơ mà. Tại sao chúng ta phải tránh nơi đó hả ba? Chuyện của con người rất phức tạp, chúng ta không thể hiểu hết được đâu. Chúng ta chỉ cần sống bình yên, họ gặp nạn thì chúng ta cứu giúp. Đi ăn nào các con, hai đứa không đói à? Anh đi, lại đi đâu rồi? Bơi một mạch khỏi khu vực này ngay. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả con trai? Mẹ, là lỗi tại con. Tại con cứ thích bơi đến gần con tàu đó của con người. Con đã không nghe lời ba. Chắc là ba con bị thấm độc từ những vệt dầu tràn trên biển rồi. Ông ấy đang rất mệt, không biết có qua khỏi không. Ba, con xin lỗi ba. Con sẽ không bao giờ tới gần con người nữa. Họ xấu như vậy. Tại sao lần nào có người gặp nạn trên biển, ba cũng cứu họ? Anh đi, nghe bà nói này. Cuộc sống này luôn có nhiều mặt khác nhau. Con người không phải ai cũng xấu. Mỗi khi có người gặp nạn, nếu có thể giúp đỡ, ta không thể làm ngơ. Đó cũng chính là sứ mệnh của loài cá heo chúng ta. Hứa với ba, con sẽ sống và giúp đỡ người khác hết khả năng của mình. Có sao không? Dù vẫn giận loài người về những vệt dầu loang trên biển năm ấy, nhưng con đã sống và giúp đỡ họ bằng tất cả khả năng của mình. Ba à,
Đứa con nuôi của cà rốt. Hôm qua vừa mưa xong, chắc chắn khu vườn sẽ có rất nhiều nấm mới đây. Phải đi hái một ít mới được. Ôi, phải thật tinh ý mới nhìn ra chiếc nấm này. Ôi, một quả trứng tí hon. Không biết con của ai nhỉ? Mà sao lại để ở đây? Thật là nguy hiểm quá. Nếu có ai lấy mất đi thì sao? Không thể để nó ở đây được. Mình phải mang về nhà, sau này xem có ai đến nhận không. Em làm gì mà lén lén lút lút thế cà rốt? Em có làm gì đâu, em vừa đi hái nấm về. Đi cả buổi sáng mà hái được có một cây thế kia. Em lại ham chơi chứ gì. May quá, suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi. Nếu biết mình mang quả trứng về, thế nào các anh chị cũng mắng mình tội bao đồng cho coi. Nhanh lớn nhé, rồi còn đi tìm đại gia đình nữa. Nó nhỏ quá, mình cũng chẳng biết là con của ai nữa. Bé, 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 bé. Ta không phải là ba của cậu bé đâu. Ta là cà rốt. Chỉ tình cờ gặp cậu bé ở thảm lá mục dưới gốc cây cổ thụ trong vườn. Ba, ba, ba là cà rốt. Con cũng là cà rốt. Thôi thì cứ nhận cậu bé này là con nuôi cũng được. Dù gì mình cũng có công ấp trứng mà. Đợi nó lớn rồi, mình sẽ đưa nó đi tìm lại gia đình. Con đói, con đói. Cà rốt đâu rồi? Mọi hôm em ấy phải ra đầu tiên cơ mà. Phải rồi, dạo này cà rốt làm sao mà cứ ở lì trong phòng suốt thôi. Chúng ta vào gọi em ấy ra chơi cùng đi. Đi nào. Nhìn này, giờ hai cha con ta giống hệt nhau nhé. Em làm cái gì vậy cà rốt? Ai cho em nuôi ốc sên trong nhà? Ốc sên ư? Trời ơi, kia chẳng phải là một con ốc sên con sao? Từ bao đời nay, ốc sên là kẻ thù của chúng ta. Giờ nó là con ốc sên nhỏ không gây nguy hiểm gì. Nhưng mà khi lớn lên, nó sẽ phá nát cả khu vườn này. Không phải, con là cà rốt, chứ không phải là ốc sên. Nói nghe buồn cười chưa? Ngươi không phải là cà rốt, ngươi là ốc sên. Nếu em còn giữ nó lại, chị sẽ đi mách bác bí đỏ. Và chắc chắn em sẽ bị phạt rất nặng đấy. Không phải, đây là con nuôi của em. Dù nó là ốc sên, nhưng nó cũng sẽ không phá hoại khu vườn. Em xin mọi người đừng đuổi nó đi mà. Em thật là ngu ngốc cà rốt à. Nếu khu vườn này bị làm sao thì trách nhiệm của em có gánh được không? Mau để nó đi, không anh sẽ gọi bác gà đến xử lý nó đi đấy. Con là cà rốt phải không ba? Ừ, đừng sợ. Dù con là ai đi nữa, chúng ta vẫn là người một nhà. Ta sẽ bảo vệ cho con. Mình sẽ hỏi mọi người xem mình là cà rốt hay là ốc sên. Đêm mai, hãy tập hợp tất cả các anh em. Chúng ta sẽ tạo nhiều đường đi và phá nát cả khu vườn. Chắc chắn chúng sẽ không kịp trở tay. Cháu còn đứng đó làm gì? Mau vào nghe thủ lĩnh tiết lộ kế hoạch đi chứ. Trời ơi, mình giống y hệt bọn họ. Nghĩa là mình là ốc sên. Nhưng mình không thể để họ hàng phá nát khu vườn nơi mình đã sinh ra ở đó được. Ba, nguy rồi, mau dậy đi. Có chuyện gì vậy? Ba mau tìm bắt gà đi. Họ hàng nhà ốc sên đang có kế hoạch tấn công khu vườn. Con nói cái gì? Liệu nó có nói thật không? Không thể tin được một con ốc sên. Cháu nói thật. Nếu không, cháu sao dám gặp bác gà để nộp mạng cơ chứ? Xin bác đừng làm hại tính mạng của họ. Cháu sẽ bảo họ đi thật xa, tránh xa khỏi khu vườn. Thôi được,
ta sẽ báo tin này cho cả đàn gà trong nông trại hợp sức giúp đỡ vào tối nay. Nhưng nếu ngươi nói dối thì coi chừng đấy. Dừng lại ngay, đủ phá hoại đi. Cứu, cứu với. Rút khỏi này mau, nhanh lên. May quá, cô vườn được cứu rồi. Cảm ơn các anh gà. Con là ốc sên, chứ không phải là cà rốt ba ạ. Dù con là ai, con cũng chỉ biết rằng ta rất yêu quý con. Ba ơi, nhưng con phải đi. Cô vườn rất đẹp, nhưng nơi này không thuộc về con. Con sẽ làm hại mọi người. Con sẽ đi cùng họ hàng của mình và sẽ không để ai quay lại nơi này. Cảm ơn ba đã nuôi dạy con và bảo vệ con đến ngày hôm nay. Tạm biệt con, chú ốc sên bé nhỏ. Biển báo mê đua xe. Bạn hót hay quá. Đúng vậy, nghe tiếng chim hót trong lúc ngắm sao thật là dễ chịu, đúng không rẻ phải? Rẻ phải. Vâng, và chiếc số 11 đã bứt phá ngay tại góc cua số 2 để vươn lên tạm thời dẫn đầu. Rẻ phải ham mê xem đua xe quá. Thôi, kệ cậu ấy đi, dù sao giờ cũng là giờ nghỉ, mỗi người một cách giải trí riêng. Số 12 đang vượt lên, ngay tại khúc cua số 3. Bực quá, không nhìn thấy gì hết. Số 15 đang bám đuổi quyết liệt với số 12, trong khi chúng ta đang chuẩn bị tới một đoạn cua đầy thử thách. À, có cách rồi. Đoạn đua thử thách nhất của ngày đua hôm nay đang ở trước mắt chúng ta. Rẽ phải, cậu làm gì đó? Sao cậu tự đổ thành rẽ trái? Rẽ phải, cậu quay lại ngay. Xe buýt kia rẽ trái sẽ tắt đường mất. Đã ổn. Cậu thật là vô tổ chức. Tại sao trong giờ làm việc cậu lại tự ý làm theo sở thích cá nhân thế? Cậu biết mình có thể gây hại thế nào không? Có sao đâu, chẳng phải cuối cùng mình vẫn kịp à. Thật là làm phức tạp hóa mọi chuyện. Hy vọng cậu rút kinh nghiệm và đừng để chuyện này xảy ra nữa. Làm thế nào đây? Thông thường thì không giờ mình mới được nghỉ việc. Nhưng lúc 20 giờ chỉ còn vài xe đi qua đường này thôi. Mình nhớ rõ từng người rẽ phải, những khách quen của mình. Chắc mình bận xem đua xe tí, người ta vẫn tự đi được thôi. Xem đã quá. Phải làm sao bây giờ? Rẽ phải, rẽ phải, mau xuống đi. Các cậu yên nào, vượt lên đi, vượt lên đi. Ôi được rồi. Giỏi lắm. Quả là một đêm hỗn loạn. Tớ thì đã mắc vì trận đua xe tuyệt quá. À! Phải thay ngay cái biển quái gở này. Ừ, không thay thì loạn à. Đêm qua mãi 3 giờ sáng vợ tôi mới về đến nhà vì tắc đường đấy. Vứt nó vào thùng rác thôi. Ôi,
Chỉ vì mình quá ham mê mà quên mất trách nhiệm. Quá muộn rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.